tiếp tục giới thiệu với anh em một cây mai thị thủy lưu gò công anh em nhé. Bên đây cái này là dáng rừng, cụm rừng lưu gò công. Đấy, anh em nhìn đây, dòng lưu gò công là nó lên lưu hết cả thân luôn. Đây, anh em nhìn rất nhiều lưu nhé, lưu kín thân luôn đấy. Cây có chiều cao là 90 cm, vành bệ thì tràn chậu, rất là đáng rừng, rất là đẹp. Tay cành là hết nhôm hết kẽm anh em nhé. Đấy, dòng này anh em phải bấm lì đi là đẹp, phải bấm được lì nha anh em nhé, phải bấm được lì đi nhìn nó cứ phê, bấm lì khoảng đẹp đi thì nó đẹp. Cái này là cây kỹ rồi đấy, không còn sợ nhôm như kẽm đâu. Cái này là chưa được nhặt chưa sạch sẽ nên là nhìn nó còn chưa được đẹp cho lắm. Cái này bấm lại nhặt lại rất là đẹp. Anh em nào quan tâm đến con mai thủy lưu gò công dáng rừng này thì xin liên hệ với nhà vườn để được báo giá tốt nhất, và rất là mong anh em theo dõi kênh của nhà vườn nhé. Vừa xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em luôn luôn sức khỏe, kiếm thật nhiều tiền để tìm kiếm những niềm đam mê. Đặc biệt là anh em đam mê cây cảnh rất là hay và rất là vui đấy anh em.